Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm và kích vào xem video của mình nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật lại tính năng ảnh đáng chú ý trên trang cá nhân Facebook của các bạn. Thì làm như thế nào thì các bạn hãy xem video tiếp theo của mình ạ. Thì trước khi làm thì các bạn hãy đăng ký kênh, ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì các bạn ấn đăng ký kênh thì các bạn có thể nhận được những cái video mới nhất từ mình. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào video. Thì đầu tiên các bạn hãy vào phần Facebook của các bạn cho mình nha. Bước thứ hai thì các bạn hãy tìm đến cái hình ảnh đại diện đây ạ. Có hình ảnh tròn tròn đây, các bạn kích vào đó cho mình. Rồi, tiếp theo đó các bạn kéo lên, các bạn nhìn đây ạ. Thông tin, cái phần đáng chú ý của mình nó chỉ có một ảnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm nhiều ảnh vào đây nha. Thì muốn thêm như thế nào thì các bạn hãy kéo lên cho mình ạ. Các bạn tìm đến phần chỉnh sửa chi tiết công khai, các bạn kích vào đó. Đây ạ, các bạn kéo lên trên. Các bạn nhìn thấy mục đáng chú ý chưa? Thì các bạn kích vào phần chỉnh sửa cho mình nhá. Kích vào phần chỉnh sửa đây. Chỉnh sửa đây. Rồi, ở đây nó sẽ cho các bạn thêm ảnh. Thì các bạn hãy thích cái ảnh nào thì các bạn hãy thêm vào đây cho mình ạ. Thì bây giờ mình sẽ ấn thêm ảnh vào đây nhá. Quý vị mình muốn thêm ảnh vào cái hình chỗ này thì mình chỉ cần ấn vào cái chỗ này thôi. Ấn vào hình ảnh đó và mình chọn một cái ảnh. Tùy các bạn nha, các bạn có ảnh gì các bạn thì ấn chọn vào. Các bạn ấn vào ảnh và các bạn ấn thêm ảnh cho mình. Rồi, đợi nó loát ạ. Rồi, nó đã thêm được một cái ảnh vào nha. Các bạn nhìn đấy nha, nó đã thêm được một cái ảnh nha. Thì các bạn muốn bao nhiêu ảnh thì các bạn chỉ cần ấn thêm vào đây. Thì nó có tối đa là 9 cái ảnh ạ. Thì các bạn thêm được tối đa 9 ảnh. Thì đây, mình sẽ ấn thêm tiếp. Rồi ạ, mình lại cho thêm một ảnh này vào nữa. Mình sẽ cho thêm đủ cái 9 ảnh vào đây cho các bạn xem luôn nha. Mình sẽ cho đủ 9 ảnh luôn. Để các bạn cùng xem ạ. À, các bạn cứ ấn vào thêm ảnh là được. Các bạn ấn vào chọn và thêm ảnh vào đây là được. Vậy các bạn muốn cái hình ảnh nào thì các bạn cứ kích vào đây. Đấy, các bạn tìm cái ảnh mà các bạn muốn cho vào. Rồi sau các bạn ấn thêm ảnh. Mình sẽ thêm đủ 9 ảnh cho các bạn luôn nhé. Để các bạn tiện xem luôn. Đây. Rồi sau khi các bạn đã thêm đủ 9 ảnh vào đây. Thì các bạn hãy ấn vào chữ xong trên tay phải màn hình đây cho mình. Các bạn ấn xong cho mình nhé. Đấy, các bạn ấn xong để cho nó lưu vào ạ. Rồi bây giờ nó đã lưu vào rồi nha. Thì các bạn hãy ra ngoài để kiểm tra xem là nó đã lưu được ảnh vào chưa. Đây các bạn quay ra ngoài, quay các bạn kéo lên trên cho mình. Đây các bạn nhìn này ạ, cái phần thông tin giới thiệu đấy ạ. Cái ảnh đáng chú ý mình đã cho ra 9 ảnh nha. Thì các bạn nhìn đấy ạ, nó đầy đủ 9 ảnh mình vừa cho ra đây ạ. Thì đây các bạn nhìn ạ, nếu các bạn muốn chỉnh sửa, các bạn muốn cho ít hơn hay là nhiều hơn thì tùy ý các bạn nha. Đây quý vị mình vào sẽ vào lại, mình xóa bớt đi nha. Các bạn ấn vào chỉnh sửa này. Rồi. Đây quý vị mình muốn xóa bớt vài cái ảnh đi thì mình chỉ cần tích vào cái chỗ ảnh ý nhá. Sau đó các bạn ấn gỡ ảnh đáng chú ý ra là được. Đó, các bạn tích vào dấu tích ở cái ảnh đó. Các bạn ấn gỡ ảnh này ra. Rồi mình sẽ gỡ tạm 3 cái cho các bạn xem nhá. Rồi, sau khi các bạn gỡ đủ các bạn ấn xong cho mình. Rồi, ấn xong. Sau đó các bạn lại quay ra ngoài cho mình ạ. Quay ra ngoài để các bạn loát xem là đúng nó đã xóa bớt những cái ảnh ý chưa. Đây các bạn nhìn đấy ạ. 9 cái ảnh mình để đây. Bây giờ mình vừa xóa 3 bây giờ. Các bạn nhìn đấy ạ. Rồi. Như vậy là đã xong rồi nhá. Vâng, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách bật lại tính năng ảnh đáng chú ý trên Facebook trang cá nhân thành công ạ. Thì các bạn có mọi thắc mắc gì các bạn có thể để xuống dưới bình luận, mình sẽ trả lời các bạn nha. Thì trước khi hết video thì các bạn hãy ấn một cái đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn ấn đăng ký kênh và các bạn ấn cái nút chuông bên cạnh để khi nào mình ra video mới nhất thì các bạn có thể nhận được đầu tiên ạ. Thì bây giờ chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.